Nhân dịp mùng 8 tháng 3, Niceline sẽ hướng dẫn chúng ta tạo hiệu ứng chữ 3D cực kỳ ngọt ngào và đáng yêu như trong MV của Sơn Tùng, 100% bằng tính năng Morph và 3D đột phá của PowerPoint. Thử thách đầu tiên và cũng là hóc búa nhất đó là bằng cách nào chúng ta có thể sở hữu những chữ cái 3D với chất liệu bóng bay lung linh như thế này. Thực tế, vấn đề này cực kỳ dễ dàng nếu bạn đang sử dụng Office 365, bởi vì chúng ta đã có sẵn ngay trong PowerPoint một kho tàng hình ảnh 3D cực kỳ khổng lồ và chất lượng. Với những ai chưa từng biết đến tính năng 3D mới nhất của PowerPoint 365, chắc hẳn sẽ rất bất ngờ khi thấy mình có thể xoay cậu vàng 360 độ hoàn toàn tự do như thế này. Thậm chí mình còn có thể giúp cậu vàng sống lại thực sự thông qua những chuyển động 3D cực kỳ có hồn mà PowerPoint đã tạo sẵn. Ví dụ như cảnh cậu vàng đang vẫy tay chào lão Hạc trở về, hoặc chuyển sang cảnh cậu vàng đang ngồi chill trong một ngày mát rời. Thực sự quá đỗi tuyệt vời, phải không mọi người? Chúng ta có thể truy cập niceline.vn/3D để khám phá thêm về sức mạnh vượt trội của tính năng 3D này nha. Quay trở lại vấn đề chính, vậy là chúng ta có thể dễ dàng sở hữu những chữ cái 3D từ nguồn tài nguyên siêu to khổng lồ của PowerPoint. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khâu tạo chuyển động. Với những ai đã theo dõi Niceline từ lâu, chắc hẳn chúng ta đều đã biết đến hiệu ứng Morph huyền thoại. Tính năng ưu việt này của PowerPoint 365 sẽ giúp chúng ta dễ dàng tạo nên sự biến đổi kết nối giữa các vật thể trên hai slide với nhau. Ở slide đầu tiên, mình chỉ cần thu nhỏ kích thước của chữ sao cho tất cả nằm gọn bên trong slide. Sang slide tiếp theo, mình sẽ di chuyển tất cả chữ ra phía trên bên ngoài slide, sau đó phóng to và xoay 3D từng chữ cái theo những hướng ngẫu nhiên, và người bạn thân Morph đáng yêu sẽ giúp chúng ta tự động tạo chuyển cảnh vô cùng mượt mà, uyển chuyển từ slide trước sang slide sau. Và đặc biệt, chúng ta có thể kết hợp thêm với những công thức animation sáng tạo trong khóa học PowerPoint của Niceline để thiết kế được thêm hàng loạt những cảnh chuyển động gây được ấn tượng mạnh với cả khán giả. Đến với Niceline, học viên sẽ luôn được hỗ trợ cài đặt miễn phí trọn đời Office 365 cùng bộ tools Niceline phiên bản mới nhất và ưu việt nhất. Sau bao tháng ngày chờ đợi, Niceline đã có thể mở lại khóa học PowerPoint hình thức offline đào tạo trực tiếp. Mong cả nhà có thể tham khảo thông tin chi tiết cùng ưu đãi của khóa học tại niceline.vn/offline. Nếu bạn đang ở tỉnh thành khác, bạn có thể tham khảo khóa học PowerPoint online toàn diện tại niceline.com.